Let's go! Ôi, đã có chuyện gì vậy? Tiệc ngủ con trai. Đây sẽ là bữa tiệc ngủ số 1. Gặp em sau bữa tiệc nhé. Wow, để xem tiệc ngủ do Lucy lên kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào đây. À, thế còn trò xếp cốc và ném bóng như anh em mình xem trên tivi thì sao ạ? Ý tưởng hay đấy. Tuyệt, Cú Phu có sẵn cốc luôn. Sôi động và náo nhiệt chưa các bạn ơi? Chơi nó đi ạ. Nói Pico. Chó hay nhất để quấy đi em. Chán quá đi, mình chơi trò khác thôi nào. Cờ đến tay kìa Lucy. Các cậu có muốn nghe chuyện ma không? Ôi không, Lucy lại phải chờ thôi. Chuyện ngày xưa ngày xưa. Trời, Lucy sợ phát khóc lên rồi này. Mình chơi được chưa ạ? Trận chiến gối. Lần này thì thật sự không ổn. Chúng ta thậm chí còn chưa chơi nó lần nào à? Gúp Phu sẽ làm gì bây giờ? Trò chơi của em chán lắm sao ạ? Xin lỗi Lucy, bọn anh đã ham vui quá đà. Giờ thì chơi thôi nào. Wow, các bạn nhỏ sắp có tiệc ngủ ư? Tiệc ngủ cho con gái thôi. Gúp Phu cũng muốn tham gia sao? Hãy nhớ là đừng cho anh tớ biết gì đấy. Các em định làm gì? Tại sao Lucy lại muốn giữ bí mật với anh nhỉ? Mở cửa nào các em. Chị có bánh quy cho nhóm đây. Anh đừng mơ. Gúp Phu vẫn chưa bỏ cuộc. Anh Gúp Phu ở trong. Không, Gúp Phu phải nghĩ cách khác thôi. Mình có thể tự tổ chức tiệc ngủ của mình. Gúp Phu vẫn không thể nào vui được. Chúng ta hãy chơi đập gối đi.
nếu mình mà không vào được cái tiệc ngủ này, không ai có thể. Một, hai, ba, go! Trời, Vũ Phu thật là táo bạo. Ôi không! Quà của em tặng anh đây à! Ôi trời! Con đã tự phá hủy quà sinh nhật của mình chỉ vì quá tò mò. Anh xin lỗi vì đã phá hỏng món quà của em. Nhưng mà anh vẫn thích nó lắm. Sự khác nhau giữa con trai và con gái. Hôm nay hai anh em được bố mẹ cho đi tắm biển này các bạn nhỏ ơi. Ôi không, Lucy dừng lại. Lucy, con không được thay đồ ở đây, con phải vào phòng thay đồ cho nữ riêng nhé. Nhưng anh Quốc Phu đã thay đồ ở đây, tại sao con không thể ạ? Anh Húc Phu là con trai, anh ấy có thể cởi trần ở đây, còn con gái thì không. Nhờ sự ngăn cản kịp thời của mẹ, Lucy đã vui vẻ bước vào phòng thay đồ. Ôi, Lucy vào nhầm phòng thay đồ cho Nam rồi. Ôi không. Không Lucy. Lucy, con không thể vào đây. Vâng ạ. Lucy, theo mẹ nào. Này Lucy. Em làm sao vậy Lucy? Anh Quốc Phu, con trai và con gái thì có gì khác nhau ạ? Con trai thì đi tiểu đứng, nhưng con gái thì ngồi. Nhưng em cũng có thể đứng đi tiểu được mà. Vì cơ thể của con trai và con gái là khác nhau đó, nên cách đi vệ sinh của hai giới cũng là không giống nhau đâu các con à. Đây là phần riêng tư của con trai. Còn đây là phần riêng tư của con gái. Lucy, sự khác biệt giữa con trai và con gái chưa được rõ ràng khi hai con còn nhỏ, nhưng chúng sẽ rõ ràng hơn khi hai con lớn. Khi đến tuổi trưởng thành, cơ bắp và râu của con trai sẽ phát triển hơn con gái. Còn khi đến tuổi trưởng thành, ngực của con gái sẽ lớn hơn. Bắt được rồi à? Hai con, nhớ bảo vệ phần riêng tư của mình đấy. Đừng để ai thấy hoặc chạm vào chúng nhé. Câu chuyện của ngày hôm nay là gì? Các bạn nhỏ đã sẵn sàng khám phá cùng Lucy chưa nào? Lucy, em bừa bộn quá đấy. Lucy ơi. Hả? Em đã thay đồ xong chưa? Hả? Nhanh lên, các bạn đang chờ kìa. Nhìn này, Lucy vẫn ung dung thư thả lắm.
Trời đất ơi, Lucy còn chẳng chịu dọn dẹp phòng nữa. Váy của cậu chẳng đẹp đến thế đâu. Nhưng ít ra váy của tớ không bị bẩn như của cậu. Thế à? Cậu chứng minh đi. Lucy sẽ kịp dọn phòng chứ. Chờ tớ chút đã. Ôi không, dọn dẹp chống đối như này là không được đâu Lucy ơi. Phơi bày. Từ giờ đừng vứt đồ bừa bãi như vậy nữa nhé Lucy. Các bạn nhỏ đã nhớ lời dặn dò của Quốc Phu chưa nhỉ? Quốc Phu ở trường học nữ sinh. Chơi cùng được không? Trường học nữ sinh sẽ có gì thú vị? Cùng khám phá nhé các bạn nhỏ ơi! Không sao đâu! Wow! Phúc Phu như người hùng trong lòng các em vậy! Học sinh mới của lớp mình. Ngồi đây đi anh Quốc Phu. Đây là chỗ anh Quốc Phu. Ai xuống phòng nào? Em à. Chia thành hai đội nha. Anh về đội em đi. Không, anh Quốc Phu đợi tớ chứ. Ôi là trời, ai sẽ cùng đội Quốc Phu đây? Quá đi. Cậu ấy bị rách luôn này.
Vui chơi cùng nhau vẫn thích hơn. Mà sao các em cứ tranh giành suốt vậy? Chúng em xin lỗi ạ. Các bạn ơi, hãy vui chơi hòa thuận nha. Cuộc chiến trang phục. Em làm cái gì lâu thế? Hai anh em chuẩn bị trang phục cho dịp gì đây ta? Em muốn là người nổi bật nhất trong bữa tiệc tối nay. Cậu định mặc chiếc váy đó thật à? Hay là cậu mặc chiếc váy này? Nó trông hợp với cậu đấy. Không, nó trông hợp với cậu hơn. Ôi, lại là Gufu và Bando nữa. Thấy thích thú với sự trùng hợp này. Tớ đợi chiếc mũ này đẹp hơn cậu là cái chắc. Trong khi đó, Lucy và Nancy thì vẫn đang tìm kiếm thêm phụ kiện. Ghen tị là xấu. Hai con có thể gây rắc rối cho mọi người ở xung quanh. Cháu xin lỗi ạ. Lucy sợ độ cao lắm. Cho em một cơ hội nữa đi anh. Ăn mì mà. Trời, có vẻ các anh cố tình làm vậy để không cho Lucy chết cùng đây mà. Em
Em không chơi với bọn anh được đâu. Không, Wufu bị chuột rút kìa. Cứu tôi với. Bố ơi, anh Wufu gặp nạn rồi ạ. May quá, Lucy thật nhanh trí. May cho con nhé, vì Lucy đã kịp thời phát hiện. Anh xin lỗi vì bạn ấy không muốn chơi cùng em. Giờ em chơi cùng tụi anh nha. Hãy vui chơi hòa thuận nhé các bạn. Đi lên. Lucy và các bạn đang chơi trò gì thế nhỉ? Cùng đón xem câu chuyện ngày hôm nay nha. Sự hối hận của Lucy. Có chuyện gì thế? Các bạn đang không vui chút nào vì những hành động của Lucy ư? Em này, cho tớ mượn chụp ảnh tí nhá. Lucy ơi, đứng lên phao chụp ảnh rất nguy hiểm đó nha. Có nghĩ ra cách gì để làm lành không nhỉ? Trời, cách làm trắng có hiệu quả chút nào, lại còn gây thêm rắc rối nữa kìa. Tớ xin lỗi mà, tớ thật sự không cố ý. Bố ơi bố, con không biết phải làm gì, để các bạn hướng dẫn con ạ. Trước tiên, hãy sửa những đồ hỏng cho các bạn đã nhé con. Bố ơi! Điều quan trọng là Lucy đã nhận ra lỗi lầm và cố gắng tìm cách sửa chữa. Các bạn nhỏ đừng lo vì mình vô tình làm sai nhé. Hãy dũng cảm nhận sai và khắc phục nha. Cháu cảm ơn bác sói nhiều ạ. Con muốn giống mẹ cơ. Giỏi quá, đúng là con trai của bố có khác. Anh giống bố y em nhé. Hả? Tất nhiên là Lucy không giống bố rồi. Lucy giống mẹ mà, đúng không nào? Trời, Lucy sẽ bị bỏng mất. Đợi đã.
Nó nóng đấy, con cẩn thận. Con muốn nấu ăn ngon giống mẹ. Wuffu, con đi lấy bộ đồ chơi nấu ăn ra đây cho mẹ. Wow, đồ nghề đã sẵn sàng để Lucy học nấu ăn cùng mẹ. Úi, nhưng đồ chơi thì không cắt được rồi. Không, anh cảm ơn. Ai xa, ngon quá đi. Sao mẹ cứ toàn ăn rau vậy? Ăn rau giúp người mẹ cân đối hơn. Gần đây mẹ bị tăng cân nữa. Cha, Lucy cũng muốn học thói quen ăn uống của mẹ nữa. Và bây giờ là dọn bát đĩa cùng mẹ. Ôi, Lucy xếp nhiều đĩa quá nên không đủ sức bê hết được. Em vụng về quá, chả giống mẹ gì cả. Con ổn chưa Lucy? Con không giống mẹ tí nào, con hậu đậu quá mà. Mẹ ơi, mẹ giúp con mở nắp voi. Sao mẹ lại sóc Coca thế kia? Ôi không. À, thì ra đây là kế hoạch của mẹ để động viên Lucy. Ồ, mẹ cũng hậu đậu thế à? Ồ, có khi do mẹ giống Lucy đấy. Mình cùng luyện tập để giỏi hơn con nhé. Đi ngủ sớm sẽ giúp đẹp da hơn đấy. Con tự làm được mà mẹ. Hai đứa đi vệ sinh nào. Mẹ giúp con đi đi à? Không đâu, con có thể tự làm rồi mà. Đúng, con làm được ạ. Con giỏi lắm Gufu. Tuyệt, Gufu đã lớn nên có thể tự đi vệ sinh mà không cần mẹ giúp đỡ. Con xong rồi ạ. Con nữa. Tốt lắm hai đứa, tự lập rất tốt đúng không nào? Vâng ạ. Vâng ạ. Hai đứa cho Jenny giúp mẹ nhé. Vâng ạ. Jenny sẽ tự đi bo được giống mình thôi. Mẹ sẽ khen em bé nữa. Cố lên. Liệu Jenny có tự đi bo được không đây? Ôi không, Jenny không làm được rồi. Tại anh cả đấy. Vậy là Jenny vẫn cần giúp con giúp thì mới thay tã được. Đi đánh răng thôi nào. Cô phụ định làm gì vậy nhỉ? Hả?
nào, đầu tiên chúng ta sẽ tự lấy bàn chải của mình. Cha, trông bộ dạng Guffu thật đáng yêu làm sao, khi giả làm người lớn trong lúc dạy các em đánh răng kìa. Cái này của anh. Được rồi, giờ thì tự đánh răng của mình nào. Tốt lắm. Em chả tự lập tí nào cả. Vì Jenny vẫn còn bé mà con. Em ý chưa thể tự lập được. Trẻ con vẫn cần chúng ta giúp đỡ. Việc đi bộ cũng thế. Jenny chưa thể tự làm được đâu. Vâng ạ. Các con giỏi lắm. Jenny lớn nhanh, để tự lập được như bọn anh nhé. Bóp ít nóng lạnh. Ôi, chuyện gì xảy ra trong phòng bếp vậy? Sói bố có sáng kiến gì thế? Này, để bố làm một vài chiếc bánh Pop It cho hai con nhé. Các cậu đoán xem, kế hoạch này của ba bố con có thành công không nào? Để con giúp bố ạ. Wow, trông chiếc bánh này thật là ngon. Không thể chờ đợi được nữa. Giờ thì đem đi nướng thôi nào. Có mùi cháy ở đâu thế nhỉ? Ôi không. Lần này bố lại làm hai anh em thất vọng rồi. Để làm kem Pop It cho hai anh em. Cách này có vẻ khả quan đó. Món này ăn rất ngon mà lại đơn giản. Các cậu cũng thử làm ra sao nhé. Biệt đội cháu vệ sĩ. Ôi, ông không cẩn thận nên dẫm vào viên pin và đã bị ngã. Ông ơi, ông không sao chứ ạ? Ông không sao đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà hai cháu. Đừng lo lắng hai cháu. Mẹ ơi, hôm nay con muốn ở đây chăm sóc ông ạ. Con cũng vậy. Hai con nhớ, đừng nghịch quá nghe chưa. Ông còn phải nghỉ ngơi đó. Chúng mình cùng chờ xem Guffu và Lucy có hoàn thành tốt nhiệm vụ không nhé. Không biết hai bạn nhỏ sẽ làm gì để bảo vệ ông khỏi con muỗi đáng ghét kia nhỉ. Chúng cháu sẽ bảo vệ ông. Các bạn thấy hai vệ sĩ này có ngầu không nào? Ba dừng lại. Được rồi ạ.
Ngon quá. Chà, vệ sĩ Lucy kiểm tra cẩn thận đến nỗi uống gần hết cốc nước chanh của ông luôn rồi. Ôi không, không phải vậy đâu. Các cháu có thể chăm sóc ông bằng nhiều cách khác mà. Ôi không, ông bị sao vậy? Giờ các cháu có thể giúp ông nào. Không phải đâu, hai cháu cần phải đưa ông ra nhà vệ sinh chứ. Để anh kiểm tra. Wow, chồng vệ sĩ Gúp Phù thật chuyên nghiệp. Nhanh lên Gúp Phù. Hoan hô, hai vệ sĩ của chúng ta đã giúp đỡ ông rất nhiều việc. Và hai bạn ấy cũng yêu ông bà lắm đó. Mẹ ơi, chúng con chăm sóc ông giỏi lắm đó. Đúng rồi, giỏi lắm. Hay chó. Máy lọc nước xịn sò. Wow, hai anh em vừa được bố mẹ mua cho một bể cá mới. Để tớ cho các cậu ăn. Ôi không, những miếng bim bim dần chuyển thành lớp váng bẩn rồi kìa. Trời ơi, bạn cá bị làm sao vậy? Anh Gúp Phù, anh ơi. Hả? Anh nghĩ là vì nước quá bẩn với các bạn cá đấy. Gúp Phù có cách gì thế? Cách này không được rồi. Ôi trời, Lucy định hớt rác cơ mà. Lucy, thả bạn ấy xuống đi. Có chuyện gì thế, hai con? Đừng làm vậy nữa nha con. Việc đó sẽ làm ô nhiễm nước bể cá đấy. Bố có cách này hay lắm. Chúng ta cùng làm máy lọc nước cho bể cá thôi nào các con. Bố con mình cần tìm thêm cát với sỏi nữa. Cha, ở đây có rất nhiều sỏi với kích cỡ khác nhau. Đâu mới là viên sỏi mà bố cần nhỉ? Bố chỉ cần những viên sỏi bé thôi Lucy ơi. Tốt lắm con. Chúng mình cùng chờ xem máy lọc nước của sói bố sẽ như thế nào nhé. Wow. Hoan hô,
Bể cá đã trong xanh trở lại rồi này. Yeah. Bố ơi, mình thử lọc mấy nước có màu thành không màu đi ạ. Không, không. Nó chỉ lọc được nước bẩn thôi con à. Oh. Uống nhiều nước ngọt không tốt đâu nha. Dừng lại. Uống nước ngọt nhiều quá không tốt đâu các cậu. Không sao đâu mà các. Cậu đừng lo. Không được. Wow, ở đây có rất nhiều nước ngọt. Chắc chắn Goofu và Pando sẽ rất thích cho mà xem. Xin chào. Chào cậu. Trông này, ở đây Goofu và Pando được uống nước ngọt thỏa thích. Không đâu. Ôi không. Nhưng ơi, thì ra đây chính là một cái bẫy mà thôi. Mình phải đi cứu các bạn mới được. Chà, các có sáng kiến gì để đánh lạc hướng hai tên lính canh nước ngọt thế nhỉ? Ôi không! Ôi không! Các cậu bị làm sao vậy? Bởi vì do hai người họ đã uống quá nhiều nước ngọt đấy. Các ngươi không thoát được đâu. Trời ơi! Ba bạn nhỏ phải làm thế nào bây giờ? Ôi không! Hano! Nước lọc đã tiêu diệt được nước ngọt xấu xa rồi này. Từ nay tớ hứa sẽ không uống quá nhiều nước ngọt nữa. Và các cậu hãy uống thật nhiều nước lọc nhé. Các bạn cũng nhớ đừng uống quá nhiều nước ngọt nhé. Mẹ ơi, con xin lỗi. Goofu, con dọn đống đồ chơi này đi. Con sẽ dọn chúng xong nha mẹ. Không, con dọn ngay bây giờ đi. Dọn xong con phải làm bài tập nữa. Ôi không. Ôi trời, Goofu không dọn dẹp đồ chơi như lời mẹ dặn sao? Goofu, từ bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc cậu. Wow, đây chẳng phải là robot sao? Ta nói rồi. Liệu rằng robot có chăm sóc Goofu tốt hơn sói mẹ không? Robot mang đồ ăn là những viên pin thì làm sao mà Goofu ăn được cơ chứ? Chà,
Gút Phù vẫn chưa làm bài tập về nhà kìa. Không, không. Robot, ngươi có thể làm bài tập cho ta không? Tiếp rồi. Thích quá. Ai đã hoàn thành bài tập về nhà rồi nào? Em ạ, em ạ. Gút Phù, tại sao em lại vẽ bậy vào vở thế này? Trời ơi, robot lại làm Gút Phù xấu hổ trước mặt bạn bè rồi. Con trai, đến bây giờ cậu ấy mới nhận ra sói mẹ vẫn là tuyệt vời nhất. Ta nhớ mẹ lắm rồi, giờ ta muốn gặp mẹ cơ. Nếu cậu làm hết các công việc nhà thì lúc ấy sói mẹ sẽ về với cậu. Quá đơn giản. Ôi không. May quá, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mẹ ơi, làm việc nhà thật là vất vả. Để con giúp đỡ mẹ nha. Bút màu ở trong hộp. Ôi trời, sao Lucy lại vứt bút màu lung tung như thế này cơ chứ? Lucy, Lucy, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Wow, đây là hồi Gút Phù 3 tuổi này các bạn. Gút Phù, Gút Phù. Mẹ tặng con này. Con cảm ơn mẹ. Mặt trời có màu vàng. Ôi không, hồi còn bé khi tô màu xong, Gút Phù cũng vứt bút màu bừa bãi như thế này đây. Đẹp quá. Mẹ ơi. Gút Phù, các cây bút màu của con dễ gặp nguy hiểm đó. Các bạn có biết lý do vì sao không? Ôi không, con chuột này định làm gì các bạn bút màu thế? Cứu chúng ta với! Nhìn kìa! Không những vậy, ở đây còn có con nhện khổng lồ nữa này! Và nó đã dùng tơ để bắt các bạn bút màu đi! Còn bạn bút màu xanh dương thì phải đứng một mình dưới trời mưa to gió lớn! Ôi không! Gút Phù phải làm gì đây? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Giờ chúng sẽ an toàn, phải không ạ? Đúng rồi! Các bạn bút màu đã an toàn khi được xếp ngay ngắn trong hộp. Lucy, em phải bảo vệ những cây bút màu của mình nhé. Vâng ạ. Hãy giữ gìn đồ đạc của mình thật cẩn thận và đừng vứt lung tung các bạn nhé. Wow.
lần đầu tắm cho Jenny. Há miệng ra nào, há miệng ra nào. Chà, Jenny không chịu ăn cháo mà lại vô cùng thích thú với con ruồi này. Ôi không, chúng ta phải tắm cho em ấy thôi. Nhưng chúng ta chưa từng làm chuyện này mà anh. Hai anh em sẽ làm thế nào đây? Phu Phu bê ra một chậu nước nóng để tắm cho Jenny sao? Và cậu ấy nghĩ rằng Jenny sẽ rất thích điều này. Được rồi. Có vẻ như Lucy nghĩ khác với Ngũ Phu rồi thì phải. Jenny ơi, anh chả biết gì cả. Jenny thích tắm nước lạnh cơ. Của em đây. Thật vô lý. Vậy ai mới là người đúng đây? Hai con, chuyện gì đang xảy ra thế? Mẹ ơi, Jenny thích tắm nước nóng, đúng không ạ? Mẹ ơi, mẹ nói Jenny thích tắm nước lạnh đi. Đi mà. Em ấy không thích cả hai thứ nước đó. Cả nước nóng và nước lạnh đều khiến da của em bị tổn thương. Nhìn kìa, Jenny không hề thích tắm nước nóng đâu nha. Ôi không, còn nếu tắm bằng nước lạnh thì em ấy sẽ bị đóng băng đó. Hãy dùng nước ấm nha hai con. Wow, trông Jenny thích thú chưa kìa. Bọn con nhiều rồi mẹ ạ. Luôn dùng nước ấm để tắm cho em. Phù, tại anh mà nhà vệ sinh có dán đấy. Ôi, giọng của Lucy đây mà. Có chuyện gì với Lucy vậy? Lucy. Ôi trời, nhiều dán quá. Chúng lại còn biết bay nữa. Chúng dừng lại rồi kìa. Rắn ở đầu bò ra nhiều vậy nhỉ? Ai đã vứt đồ ăn vào nhà vệ sinh như thế này hả? Búp bù. Con cảm ơn mẹ. Ôi không, Búp bù không may làm đổ bánh mất rồi. Không. Trời ơi, vì sợ mẹ mắng nên Quốc Phú đã giấu bánh lúc đằng sau nắp đậy bồn cầu. Quốc Phú, đừng ăn bim bim nữa, sắp đến giờ ăn tối rồi con. Vâng ạ. Hmm.
Gúp Phu ơi, xuống ăn cơm đi con. Và giờ là gói Bim Bim ăn dở. Gúp Phu, vứt đồ ăn dở vào rác và nhà vệ sinh sẽ thu hút lũ gián đến đấy. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ vứt rác đúng nơi quy định ạ. Wow. Phép lịch sự trên xe buýt. Đi rồi. Ôi không, xe ô tô của gia đình Phúc Phu bị làm sao vậy? Xe hỏng mất rồi. Ta có thể đi xe buýt mà. Tuyệt vời. Mình phải để một vài thứ ở nhà đây. Còn đồ ăn thì sao? Và thế là gia đình Vũ Phú đã mang tất cả hành lý lên xe buýt. Ôi chao, trên xe buýt thật là đông người. Gúp Phu, nhanh nào. Đi tiếp đi Lucy. Xin lỗi cô nhé. Anh chị lần sau mang ít đồ lên xe buýt thôi nhé. Chúng tôi rất xin lỗi. Ngay sau đó, Vũ Phụ đã nghĩ ra cách xếp đồ rất thông minh. Xin chào, chào Vũ Phụ. Cái gì? Cô bảo cái gì cơ? Ôi, các bạn nhỏ nhớ đừng lớn tiếng như Vũ Phụ ở trên xe buýt nha. Niềng răng không xấu đâu. Vũ Phụ. Lucy, đây là bạn của anh, Thích Di Quang. Em sao thế, Lucy? Bạn anh là người xấu. Chị ấy đang nhốt các bạn giam kìa. Chào mọi người. Vũ Phu, Lucy, theo tớ nào. Không. Dừng lại. Ai cũng phải đeo niềng thôi. Ôi không, Vũ Phu và Lucy đã bị trói và nhốt trong tù kìa. Thích Di Quang đeo niềng để cho răng đẹp và đều hơn mà. Bác sĩ Gúp Phu, những chiếc răng này lộn xộn quá à.
Bạn răng có vẻ rất sợ bị khám bệnh, nên đang cố phá không cho bác sĩ Gúp Phu khám cho họ. Ôi không, phải làm sao bây giờ? Trời ơi, những chiếc răng nhìn lộn xộn quá. Chúng ta nên làm gì để chúng đẹp và đều nhau hơn đây? Mình phải niềng chúng lại thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ niềng những chiếc răng lại. Và sau đó là chờ đợi thành quả. Ái chà, những bạn răng đang đẹp hơn từng ngày rồi này. Hoan hô, niềng răng thật tuyệt. Niềng răng có tác dụng như vậy đấy. Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị. Niềng răng xong, chị nhất định sẽ rất xinh đẹp.